Xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình. Hôm nay xin giới thiệu với anh em tôi đến thăm một cái trang trại gọi là mô hình VAC vườn ao chuồng. Và trước mắt anh em đây là một cái máy cho cá ăn. Đấy, máy tự động chứ mình chỉ đổ cám ở đây thôi. Là không phải vất từng tí một. Đây mở cho anh em xem nhá. Đổ đây là trong đây là đập cá này anh em nhìn này. Đấy. Các cái nút điều khiển này. Rất hay và tiện anh em ạ. Đây đây là nó bắn một chiếc một thôi. Anh em nhìn đây. Đấy, bắn từng tí một ra thì cá ăn nó sẽ không bị không sợ một thứ. Rất đơn giản anh em. Đấy, rất đơn giản anh em. Em thấy đây là cái máy này của hãng chắc của Minh Trung người gì của Trung Quốc này, China này, Manamin China. Đấy, nhưng mà nhìn chung là cái này thì nó không có hại. Đấy, tiện lợi. Đấy, bây giờ xin anh em ngắm đàn cá khoảng vạn con này. Cái này phải trên vạn con. Vừa chép, trôi, cá rô phi. Đấy, rất nhiều. Đấy, về bắt đầu là chơi sục để đảm bảo oxy cho cá đỡ ngạt. Đấy, anh em nhìn này, cả cái đàn cá này gần như là đè lên nhau để ăn này. Tôi sẽ zoom gần cho anh em xem này. Zoom gần này. Anh em thấy không? Gần như kiểu xếp lên nhau như gạch ý. À, và đây là cái guồng. Guồng quay để tạo oxy. Đều chơi hệ thống tự động hết anh em ạ. Cái này hẹn giờ. Rất là hay, tiện lợi. Đấy, tức là chạy tí một thôi. Đấy, anh em tiếp tục xem đàn cá ăn. Đây này, anh em thấy là hạt những cái hạt cám bắn này. Đấy, bắn ra này, bắn ra đến đâu thì cá nó sẽ ăn hết đến đấy. Thế còn lại cái lượng cám thừa không đáng kể nha, bởi vì người ta tính hết cái nhiều lượng rồi. Đấy, anh em thấy không, trông kinh không, đầy đặc luôn. Cắm ở đây được khoảng 3 cân. Rô phi khoảng 8 lạng đến 1 cân rưỡi nhỉ. Rất hay nhỉ. Toàn bộ hệ thống này bây giờ đều tự động. Không cần phải có mặt ở nhà. Chủ nhà vẫn đi làm bình thường anh em ạ. À, hơi nắng thì không, tôi zoom sát cho anh em xem cá nó to đến mức độ nào. Anh em nhìn này, đây là cái phi này, đấy, cái phi này.
rõ nhá, con phi đấy. Rồi vậy quay một đoạn cho anh em xem thế nhá. Xin chào tất cả anh em, hẹn sẽ lần nào cái ao này máy thì sẽ quay cho anh em xem cái cá thực sự của ao này nhá. Cảm ơn anh em đã xem video của chúng tôi.